Bạn đã thấy dậy sớm và dùng Detoxify cùng một cốc nước ấm đã là thói quen mà không thể thiếu đối với Yến gần 1 năm nay rồi. Đối với đặc thù của nghề diễn viên thì ngoại hình rất là quan trọng. Chính vì thế mà sau khi sinh 2 bé Kim và Ỉn thì mình đã có những cái thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Mình còn nhớ là cái thời điểm đấy nhá, tất cả những cái hoạt động như là quảng cáo hay là chụp hình thì đều bị cancel, bởi vì là ngoại hình của mình tăng cân quá nhiều. Chính vì thế mà mình cảm thấy cực kỳ stress. Mình nhớ là cái thời con gái của mình thì cái cân nặng tầm khoảng từ 45 cho đến 47 cân. Và sau khi sinh Kim lần đầu tiên thì mình đã có tăng cân, tăng tận mười mấy cân liền. Và đến khi mà sinh bạn thứ 2 là bạn Ỉn xong ấy, thì thực sự là cái cân nặng của mình đã là ngoài tầm kiểm soát luôn, tăng lên mấy chục cân liền. Và mỡ bắp tay này, rồi mỡ bụng, rồi mỡ đùi toàn thân. Trời ơi, thực sự là không thể nhận ra mình ở trong gương nữa ấy. Chỉ sau một thời gian ngắn thì vóc dáng của Yến đã thon thả trở lại như thế này. Mọi người ơi, tất nhiên là không thể đẹp được như là hồi mình chưa có con, đúng không nào? Nhưng mà để có thể diện được những bộ cánh bó sát như thế này thì đã là một điều rất là hạnh phúc rồi. Trên Facebook của Yến rồi những người thân, những bạn bè của Yến cũng rất là thắc mắc tại sao mà Yến có thể giảm cân sau sinh một cách nhanh chóng như thế. Thì Yến cũng xin bật mí luôn về bí kíp của mình, đó chính là Detoxify. Mọi người đừng nghĩ rằng là chúng ta chỉ có thể giảm cân bằng cách nhịn ăn hay là tập thể thao với cường độ cao, mà chúng ta cần có những phương pháp đúng và đủ nữa. Detoxify là sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ sản xuất và nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Pháp. Lưu ý đối với sản phẩm này nhé, đó là chúng ta sẽ không giảm cân theo cơ chế là mất nước hay là làm cho cơ thể chúng ta mệt mỏi hay là chán ăn và bị đầy hơi đâu. Đây này, mọi người có thể nhìn thấy đây, tem mác đầy đủ nhé. Như Yến tìm hiểu thì Detoxify có tác dụng làm hạn chế quá trình chuyển hóa lipid và tinh bột thành mỡ và đường. Ngoài ra, trong thành phần của Detoxify còn có lá sen, cam đỏ, Chitosan, vừa có tác dụng làm đẹp da, vừa có tác dụng là hấp thụ những cái mỡ thừa nội tạng và đào thải ra ngoài qua đường tiêu hóa. Để Yến nói rõ hơn về cơ chế giảm mỡ của Detoxify cho mọi người cùng hiểu nhé. Ngày chúng ta sẽ sử dụng 2 lần sau ăn sáng và ăn tối 30 phút. Và nhanh thì 1-2 ngày, còn chậm thì 4-5 ngày chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là cái lượng mỡ thừa, mỡ độc sẽ được đào thải ra bên ngoài qua đường tiêu hóa và nhìn thấy rõ ràng sau mỗi lần chúng ta đi vệ sinh. Tuy rằng là số lần đi vệ sinh sẽ tăng nhiều hơn, nhưng mà đối với Yến thì Yến cảm thấy nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái công việc cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Tiếp nữa là ngoài thải mỡ an toàn, Detoxify còn giúp chúng ta hạn chế hấp thụ chất béo và chúng ta có thể ăn uống thoải mái mà không phải kiêng khem quá nhiều. Đúng là 2 trong 1 đúng không? Đấy là một điều rất là may mắn và hạnh phúc đối với một người rất thích ăn uống như Yến đấy. Còn một bí mật nữa, anh xã nhà Yến thì là một người không bao giờ tin vào những cái thực phẩm chức năng đâu. Nhưng mà sau khi thấy Yến sử dụng một thời gian mà thấy quá hiệu quả thì cũng kiểu lân lê đòi dùng theo ấy. Đây là sản phẩm có thể dùng cho cả nam và nữ nhé. Mọi người ơi, mọi người đừng nghĩ là gầy thì sẽ không có mỡ. Cả nam và nữ thì đều có lượng mỡ nội tạng. Và trên thực tế là như anh xã nhà Yến đấy, mặc dù là body có thể mọi người thấy là rất là đẹp như thế, nhưng mà do tính chất công việc là anh ấy phải nhậu nhẹt rượu bia rất là nhiều. Chính vì thế là sau khi sử dụng Detoxify một thời gian thì cái lượng mỡ nội tạng thải ra cũng rất là nhiều. Còn theo bản thân Yến thì Yến thấy Detoxify là cái sản phẩm đầu tiên có thể làm được những điều tuyệt vời như thế. Nhưng mọi người có thể thấy đấy, để có một vóc dáng thon thả, gọn gàng và khỏe mạnh thì không phải là một điều dễ dàng. Tuy nhiên là cái điều ấy đã dễ dàng hơn rất nhiều đối với Yến kể từ khi có Detoxify. Cân nặng của Yến đã trở về mức an toàn, mỡ nội tạng đã được thải ra bên ngoài rất là nhiều. Tuy nhiên thì Yến vẫn sử dụng hàng ngày đều đặn để có một thân hình thon thả và vóc dáng gọn gàng hơn. Để liên hệ mua hàng, các bạn hãy nhấn vào đường link ở bên dưới màn hình để có thể được tư vấn miễn phí và mua hàng chính hãng với giá ưu đãi nhất nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.